Ngày 14, đến với Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần như thể đang hướng về Chúa Giêsu, hướng về vẻ đẹp của Người, giống như một người yêu vĩnh cửu, bị Chúa Giêsu quyến rũ một cách tuyệt đối. Vì vậy, khi Ngài biến đổi nội tâm chúng ta, Ngài luôn dẫn chúng ta theo một cách nào đó để đến với Chúa Giêsu, và Ngài soi sáng chúng ta để khám phá ra Chúa Giêsu ở trong những người khác. Có lẽ trong lòng bạn vẫn còn khao khát tình huynh đệ, mối quan tâm cho một thế giới huynh đệ. Nhưng đôi khi mối quan hệ với người khác không hề dễ dàng. Bạn đã thực sự cố gắng khám phá khuôn mặt của Chúa Giêsu nơi những người khác chưa? Ví dụ, nếu bạn thấy một người xấu, luôn luôn cáu gắt, đối xử với một người khác theo cách bất công, tại sao bạn không thử nghĩ rằng anh ta hành động như vậy vì những đau khổ to lớn mà anh ta mang trong mình, vì những thất vọng khiến tâm hồn anh cay đắng, bởi vì tuổi thơ của anh quá bất hạnh, bởi vì anh cảm thấy vô dụng hay thất bại? Sau đó, bạn có thể tưởng tượng Chúa Giêsu đang đau khổ trong lòng, đang đau khổ cùng anh ta. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu trên thập giá đã chia sẻ nỗi đau của chúng ta và trải nghiệm mọi thứ chúng ta phải chịu. Không ai gần với đau khổ hơn Chúa Giêsu. Vì vậy, để học cách yêu thương và kiên nhẫn, sẽ tốt hơn nếu bạn cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn khám phá Chúa Giêsu nơi người khác, và hãy thử làm điều đó. Điều này có thể tạo ra một sự thay đổi tuyệt vời trong mối quan hệ của bạn với người khác, bởi vì họ sẽ cảm thấy rằng bạn đang nhìn họ khác đi. Họ sẽ cảm thấy được tôn trọng như chính họ, và họ sẽ nhận ra điều gì đó thiêng liêng qua ánh mắt của bạn.